VFF chắc chắn vẫn chọn một huấn luyện viên ngoài cho tuyển Việt Nam sau khi ông Trossier ra đi. Và vấn đề lớn cấn nhất lúc này là sự phù hợp, chứ không phải chuyện tiền nông. 1. Với mục tiêu nâng tầm tuyển Việt Nam, hướng đến thành công trong tương lai nên khả năng rất cao Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, vẫn chọn một thuyền trưởng ngoại quốc cho bóng đá Việt Nam. Càng có cơ sở để VFF lựa chọn cho bóng đá nước nhà một thầy ngoại khi các huấn luyện viên đội một phần không quá mặn mà hoặc khó thành công, như từng thấy trong quá khứ bởi nhiều nguyên nhân khách quan. Chưa thể tận dụng được người nhà, nên trong những ngày tới, VFF sẽ phải lựa chọn một trong số hàng chục hồ sơ trên bàn làm việc đến từ châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản trước khi bổ nhiệm thay cho ông Trossier nhằm giúp tuyển Việt Nam tìm lại quỹ đạo chiến thắng sớm nhất có thể. 2. Chọn một huấn luyện viên ngoại cho tuyển Việt Nam. Bài toán đầu tiên mà VFF cần xử lý cũng ở hai chữ. Đầu tiên, tức tiền đâu, nếu như muốn nhắm đến một nhà cầm quân có tên tuổi. Nhìn từ trường hợp của huấn luyện viên Trossier, với mức lương được tiết lộ lên tới 60.000 đô mỗi tháng rõ ràng không đơn giản cho VFF, một tổ chức xã hội nghề nghiệp, nếu như tiếp tục chọn một huấn luyện viên trưởng người nước ngoài cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cần biết rằng năm 2023, VFF đặt mục tiêu doanh thu tài chính và công tác vận động tài trợ là 223,4 tỷ đồng. Số tiền này đương nhiên không dành cho mỗi bóng đá nam mà còn được chi cho nhiều hoạt động khác từ tuyển nữ, đào tạo trẻ cho tới thi đấu. Có nghĩa nếu nhìn vào số tiền mà VFF đặt mục tiêu nói trên, tính riêng, lương của ông Trossier nhận rơi vào khoảng 18 tỷ đồng, chiếm khoảng 0,8% tổng doanh thu, nên vấn đề kinh tế vẫn luôn là câu chuyện căng thẳng mỗi khi tìm huấn luyện viên ngoại cho tuyển Việt Nam. 3. Nhưng, câu chuyện tiền đâu để trả lương cho các huấn luyện viên ngoại danh tiếng chỉ căng thẳng trước, còn về năm trở lại đây VFF khá dễ thở với bài toán lương thưởng cho các chiến lược gia ngoại quốc. Dễ thở, không phải vì lợi nhuận đủ chi trả mà kể từ thời ông Park Hang-seo chuyển lương bổng cho các huấn luyện viên ngoại của VFF thường được, những đối tác hay doanh nghiệp đứng sau hỗ trợ. Thất bại dưới thời ông Trossier đương nhiên ảnh hưởng đôi chút tới sức hút của tuyển Việt Nam, nhưng không vì thế khiến VFF khó khăn trong việc tìm kiếm nhà tài trợ hay mạnh thường quân đứng sau trả lương cho huấn luyện viên ngoại. Tất nhiên, nói tiền không phải vấn đề cũng chỉ mang ý nghĩa tương đối. Bóng đá Việt Nam chưa hoặc có thể mời các huấn luyện viên danh tiếng, tầm cỡ nên chọn lựa cũng nằm ở mức tương đối, phù hợp. Vậy nên, vào lúc này công việc mà VFF cần làm và phải làm tốt vẫn là tìm cho tuyển Việt Nam một huấn luyện viên trưởng mới phù hợp về chuyên môn trước khi mang chuyện tiền nông lên bàn đàm phán. Huấn luyện viên Trossier trở về nước sau khi đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF. Tối mùng 3 tháng 4, huấn luyện viên Trossier đã có mặt tại sân bay Nội Bài để trở về nước sau khi kết thúc công việc ở Việt Nam. Trước lúc chia tay Việt Nam để trở lại Pháp, huấn luyện viên Trossier đã có cuộc trò chuyện với truyền thông. Khi được hỏi cảm thấy tiếc nuối điều gì nhất sau hơn một năm làm việc với bóng đá Việt Nam, vị chiến lược gia sinh năm 1955 thẳng thắn trả lời, tôi tiếc gì không đem lại niềm vui cho khán giả. Trong thời gian làm việc cùng tuyển Việt Nam, ông đã trải qua 14 trận đấu với thành tích 10 thua, 4 thắng. Sau thất bại cay đắng 0-3 trước Indonesia trên sân Mỹ Đình hôm ngày 26 tháng 3, VFF và huấn luyện viên Trossier đã đặt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Chuyến bay sang Paris, Pháp của tôi sẽ khởi hành lúc 23 giờ 45 phút ngày 3 tháng 4, sẽ là một chuyến bay dài. Tôi yêu Việt Nam, yêu mọi thứ ở nơi đây. Tôi cũng rất buồn khi phải chia tay, nhưng đó là cuộc sống. Việt Nam có nhiều cảnh đẹp nhưng tôi chưa được đi nhiều. Tôi sẽ trở lại Việt Nam, chắc chắn rằng tôi sẽ có cơ hội và thời gian gặp lại các bạn trong tương lai, huấn luyện viên Trossier nói. Bên cạnh những tiếc nuối, ông Trossier cũng nhắc lại điều làm ông nhớ nhất trong suốt hơn một năm làm việc với bóng đá Việt Nam. Trận đấu tôi nhớ nhất là khi U23 Việt Nam đối đầu 23 Yemen. Có hai lý do khiến tôi ấn tượng, đó là nhờ chiến thắng ấy mà chúng tôi giành vé sớm vào vòng chung kết U23 châu Á. Đồng thời, bàn thắng duy nhất của U23 Việt Nam được ghi ở những phút cuối trận, Bùi Chí Hào là người ghi bàn. Khi xem lại đoạn clip mà tôi mở nắp chai và rót nước cho chị Hào trong phòng họp báo, tôi vẫn còn cảm giác vui và hào hứng. Tôi không nghĩ là clip đó được viral, huấn luyện viên Trossier tiếp tục. Sau khi chia tay phù thủy trắng, VFF đang tiến hành tìm kiếm huấn luyện viên mới cho đội tuyển Việt Nam. Trong khi nhiệm vụ dẫn dắt đội U23 dự giải U23 châu Á 2024 được, VFF giao cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Lịch sử cho thấy đội tuyển Việt Nam gần như không gặt hái được thành tích đáng kể hoặc có đột biến về chuyên môn khi được dẫn dắt bởi các huấn luyện viên nội. Tối ngày 26 tháng 3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, đã đặt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với huấn luyện viên Philippe Trossier do thành tích không tốt của đội tuyển Việt Nam. Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã bị loại sớm ở ASEAN Cup 2023, Qatar, rồi tiếp tục thua hai trận trước Indonesia ở vòng loại thứ hai World Cup 2026. Theo tìm hiểu ngay sau khi chia tay nhà cầm quân người Pháp, thường trực VFF cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị cho việc tuyển chọn người mới đảm nhiệm vị trí ông Trossier để lại. Một lãnh đạo VFF cho biết, hiện chúng tôi mới có kế hoạch sơ bộ và vẫn đang chờ các hồ sơ ứng cử,
VFF đồng thời cũng sẽ có kênh riêng để đánh giá một số ứng viên tiềm năng. Sau khi có đầy đủ hồ sơ, VFF sẽ làm việc với Hội đồng huấn luyện viên quốc gia để đánh giá, đưa ra phương án cụ thể. Đây là công việc quan trọng nên không thể vội vàng. Phía trước, đội tuyển Việt Nam còn 2 trận đấu tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Dù cơ hội đi tiếp khá mong manh, VFF vẫn hy vọng đội tuyển Việt Nam có thể giành kết quả tốt nhất. Xa hơn, theo lãnh đạo VFF trên, huấn luyện viên mới sẽ có nhiệm vụ quan trọng đưa đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2024. Lễ bốc thăm chia bảng giải đấu có thể diễn ra tại Hà Nội nếu nhận được sự đồng thuận của AFF. Liên quan việc tuyển chọn huấn luyện viên trưởng mới, hiện có khá nhiều quan điểm khác nhau, trong đó nhiều ý kiến ủng hộ AFF chọn huấn luyện viên ngoại nhưng một số cũng cho rằng Việt Nam có nhiều huấn luyện viên nội đủ năng lực thay vị trí ông Chausseur để lại. Những gương mặt tiềm năng được liệt kê có thể kể đến huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, người vừa nhận ghế huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam, hay Lê Huỳnh Đức, Đức Thắng. Một thành viên Hội đồng huấn luyện viên quốc gia cho rằng trong lịch sử, các huấn luyện viên nội thường ít thành công, phương án chọn huấn luyện viên ngoại vẫn nên được ưu tiên hơn. Hà Nội FC đã gửi công văn lên VFF và VBF để phản ánh sự bức xúc với trọng tài Nguyễn Mạnh Hải, đồng thời yêu cầu ban tổ chức Nico Gilic không bố trí trọng tài này làm nhiệm vụ trong các trận đấu của họ. Cuối tuần trước, Hà Nội FC đã thua Thép Xanh Nam Định 1-2 trên sân nhà Hàng Đẩy ở vòng 14 Nico Gilic 2023-2024. Trận thua này khiến Hà Nội FC bị đối thủ bỏ xa 13 điểm trên bảng xếp hạng và xem như hết cơ hội vô địch. Đến ngày 3 tháng 4, Hà Nội FC bất ngờ gửi công văn đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VBF để chỉ trích trọng tài Nguyễn Mạnh Hải và đưa ra yêu cầu đặc biệt. Công văn của Hà Nội FC viết: ông Nguyễn Mạnh Hải có nhiều thời điểm đã đưa ra những quyết định thiếu thuyết phục, ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, thiệt hại về nhân sự cũng như gây ức chế cho các cầu thủ trên sân và khán giả theo dõi. Cụ thể, các tình huống trong trận đấu trên như sau. 1. Phút thứ 2, cầu thủ Joe Taque, số 95 của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội thực hiện tình huống tấn công. Cầu thủ Dương Thanh Hào, số 3 của câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định ngăn chặn nguy hiểm nhưng không nhận thẻ từ trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải. 2. Phút thứ 22, cầu thủ Phạm Xuân Mạnh, số 7 của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội bị cầu thủ Thép Xanh Nam Định đẩy ngã, trọng tài biên phải phất cờ báo phạm lỗi. Tuy nhiên trọng tài chính không thổi còi và cho trận đấu tiếp tục diễn ra, dẫn đến gây ức chế cho cầu thủ phía Hà Nội, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết sau đó có phản ứng và bị phạt thẻ vàng. 3. Phút thứ 65, cầu thủ Đỗ Duy Mạnh, số 2 của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội thực hiện tình huống sút bóng, bóng trong vòng cấm đã chạm vào người của cầu thủ Dương Thanh Hào, số 3 của câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đi hết đường biên ngang. Trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải không cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội hưởng phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. 4. Phút thứ 81, cầu thủ Phạm Xuân Mạnh, số 7 của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội thực hiện động tác đỡ bóng trên cao. Cầu thủ Henrio Yacinha, số 10 của câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định có hành vi đạp vào đầu gối đối phương. Tình huống hết sức bạo lực trong bóng đá cần phải ngăn chặn, nhưng trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải chỉ nhắc nhở và rút thẻ vàng, trong khi hoàn toàn có đủ cơ sở để rút thẻ đỏ trực tiếp. Ở cuối công văn, Hà Nội FC nhấn mạnh, chúng tôi đề nghị VFF và VBF xem xét lại toàn bộ công tác điều hành trận đấu của trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải khi bỏ qua hàng loạt lỗi vi phạm của các cầu thủ câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định nhằm tạo sự công bằng cho giải đấu cũng như xử lý nghiêm những sai phạm nêu trên. Đồng thời, không bố trí trọng tài Nguyễn Mạnh Hải làm nhiệm vụ tại các trận đấu của Hà Nội FC tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.